tiếp nối thành công của vụ nhãn năm 2021, hướng tới việc để mạnh xuất khẩu và tiêu thụ nhãn trên các sàn thương mại điện tử. Ngay từ thời điểm này, các ngành chuyên môn cũng như nhiều hộ hợp tác xã trồng nhãn ở thành phố Hương Yên đang thực hiện chặt chẽ các quy trình sản xuất để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe. Chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng vụ nhãn năm 2021, Hợp tác xã Nhãn Lồng Đế Châu, xã Hồng Nam vẫn xuất bán thuận lợi 150 tấn nhãn quả tươi trong đó trên 50% được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như bưu điện, vỏ so, sen đỏ, các siêu thị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với giá thành cao hơn thị trường từ 5 đến 10.000 đồng một kg. Từ hiệu quả này, ngay từ đầu vụ nhãn năm 2022, Hợp tác xã định hướng hướng dẫn các thành viên tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn theo đúng tiêu chuẩn Việt Cáp. Muốn đảm bảo được các cái chỉ tiêu tiêu chí của các đơn vị hợp đồng thì ngay từ cuối năm trước là chúng tôi đã phải chuẩn bị các nguồn phân hữu cơ ngô và đỗ, tương chúng tôi đã nghiền ra và ủ khoai mục tháng 3 năm sau thì chúng tôi bắt đầu là cho cây ăn và dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo chỉ dẫn của Việt Gáp. Năm 2021 là hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất khẩu thành công trên 4 tấn nhãn quả tươi sang thị trường châu Âu, Singapore, chính là động lực để các thành viên trong hợp tác xã kền quả đặc sản quyết thắng xã Tân Hưng đẩy mạnh chăm sóc cho vụ nhãn năm 2022. Nhãn xuất khẩu đòi hỏi chỉ tiêu rất khắt khe như phải được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp, được cấp mã vùng otas. Ngoài ra quả phải được kiểm định về hàm lượng đường, dư lượng chất bảo vệ thực vật. Xuất kinh nghiệm từ vụ trước vụ nhãn này hợp tác xã tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên thực hiện nghiêm việc ghi chép lại quy trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật đúng thời điểm đúng thành phần trong danh mục cho phép chúng tôi đang sử dụng chế phẩm sinh học và các cái chế phẩm công nghệ nano phun trên cây nhãn thì không để lại cái tồn dư và cái dư lượng thuốc hiện nay thì đã có một số các cái đơn vị đặt hàng về làm việc cơ tác xã hai lần để tới đây xuất nhãn sang nước ngoài năm 2022, thành phố Hưng Yên có gần 1.000 nhãn. Hiện tỷ lệ độ quả đạt trên 80%. Để việc tiêu thụ nhãn được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao, thành phố đang tập trung hướng dẫn chuyên môn cho các vùng trồng nhãn và sớm xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ vào thành nhãn năm 22 này hướng dẫn cho các tác xã giả soát lại hồ sơ để cấp chứng nhận VietGAP, tổ chức các lớp tập huấn theo hướng hàng hóa để ký kết các hợp đồng tiêu thụ hướng tới xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Thành phố Hưng Yên hiện có 12 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác xã sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Cáp và 9 vùng được cấp mã OTAS. Cùng với việc tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, vận chuyển nhãn sẽ là điều kiện thuận lợi để xuất khẩu tiêu thụ nhãn quả tươi khi vào vụ thu hoạch